god. Yes, I need to open the map of the town. Hello. Hello, queen. no. Bây giờ thì mình đã qua Mosul. Tiệm này tên là Mosul. Bây giờ cũng không khác gì mấy tiệm kia. Lót với lại mấy tiệm kia. Mosul cũng giống giống nhau. Trang trí và trưng bày thì giống nhau. Giá cả cũng gần gần. Cái gì đây? Google nè. Cái xẻng mà nó làm nấu ăn mà nó làm cái bún gôn đồ để nướng xẻng cái gấp cái đồ để nướng nướng barbecue nhưng cái lo là nó ồn thế nhỏ nhẹ chơi bán nhiều đồ chơi đó chơi với lại cây thông chuẩn bị Giáng sinh gọi là trời cái này nó trang trưng bày cái chỗ này đẹp để gối là cái dựa để nằm để dựa đầu Giáng sinh tới thì nó trang trí đồ lạnh đồ cái gì mền gối cái này là cái gì đó để đuổi côn trùng nó chịu dáng gì cũng được cái này là ly nhựa uống cà phê ly cà phê uống cà phê để em cà phê uống cà phê nóng bán ly cà phê nóng đó ly nóng để giữ nhiệt túi sách ba lô
Con ơi mẹ. Tìm cổ quá đi. Mà lo DKY. Hiểu luôn. Hiểu gì mà mơ cầm mà điếc. Đây kỳ đi cây anh hoài. Đây kỳ đi cây đây kỳ đi cây anh hoài. Thằng Hiểu đang qua hai con chó vậy thôi. Đó, tới mùa này là tới mùa này là người ta bán đồ màu đỏ với màu xanh nhiều, tông màu đỏ với xanh, xanh với lá cây tượng trưng cho cây Noel, cây thông. Màu đỏ thì tượng trưng cho ông già Noel. Ừ, búp bê đẹp không? Ừ, có à, có cháu gái, ai có cháu gái, con gái mà búp bê nó mua con búp bê ở Việt Nam cho cháu cho con, mà không có gái ở Việt Nam, không có con gái. Đó. Đó. Mình đó, mình quay một chút ở khu kiếm tiền. Mình thấy cái bao này cũng đựng đồ tặng giáng sinh và những cái cuốn giấy để gói quà. Cái này là chai nước hay gì, chai men, chai nước đường, chai nước đường, nước cơm, nước uống, nước cà phê. Khu này là đi vô đây là tính tiền. Đó, đây là những cái số, những cái quầy người ta khu người ta tính tiền là số mấy là sẽ đọc tên lên, đọc cái số lên, khách sẽ chấp nhận tiếp tiếp sẽ tới số mấy, số 6 thì số 7 thì số 1 tới số 7 sẽ tới số đó. Sẽ đọc tên, đọc cái con số lên những cách kế tiếp để sẽ ở số mấy. Cái quầy mà xong thì tính tiền xong thì người ta sẽ đọc số. Ở đây có mấy cái ly rồi. Mấy cái thịt đám cưới, đám cưới thịt kỷ niệm nhỏ, bức đê sinh nhật nó mắc tù này một cây đổ to nắm tay như thế này đã nắm tay giả để đặt để dán lên sơn sơn móng để lấy nước hoa lotion kem để tắm, không tắm bụng đầu để tắm để tắm bụng tóc mặt nạ đắp mặt nạ nón để giữ ấm lên để cày sát, cày cây,
hàng đi. Đó, đã đọc số 4. Số 4 biết không? Số 4 tiếp trước. Mà sẽ tính tiền số 4 và số 4. Thì cái ly là bị ly con. Ok, kết thúc video thì các con nhớ nhớ số 5 năm tiếp trước rồi. Số 5 xong rồi chuẩn bị lên hệ tiếp tiếp. Ok.